Chào các bạn, trong video số 38 này mình xin giới thiệu đến các bạn ván đấu giữa hai danh thủ là Tưởng Xuyên Đại Chiến Liễu Đại Hoa. Ván đấu diễn ra vào tháng 4 2019 tại vòng 2 trong giải vô địch đoàn thể Trung Quốc. Trong ván đấu này, Liễu cầm đỏ đi tiên, Tưởng cầm đen thu hậu. Diễn biến của ván đấu diễn nhanh sau, mời các bạn theo dõi. Đến đây Liễu Đại Hoa đành buông cờ đầu hàng, Tưởng Xuyên cầm đen thu hộ giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cotuongdaichien.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.